Em là Hoan ạ, em năm nay thì 23 tuổi rồi ạ, em đến từ Thái Nguyên ạ. Trước kia thì em cảm thấy là kiểu hai răng cửa của em nó bị to quá, thế là khi mà mọc thì nó bị chèn vào, xong rồi nó tạo thành hình cánh bướm ở giữa ạ, nó trông rất là xấu. Và em rất là tự ti ạ, rất là lâu rồi, chắc phải từ cấp 2 thì kiểu như là các bạn bè người ta hay trêu ấy, thì mình cũng thấy hơi xấu hổ, xong rồi nhưng mà phải đến lúc học đại học thì em mới có thời gian và có điều kiện thì đi nhiều rồi. Em có tìm hiểu qua thì em thấy là niềng nó cải thiện nhiều ấy. Xong rồi bạn em cũng có một người niềng ở đây rồi, thế là giới thiệu cho em, thế là em quyết định đi niềng luôn ạ. Răng của em khớp nó đang rất là đều rồi nhá, nhìn thấy không? Vâng. Đó, vùng răng cửa chị cũng đã tạo hình các thứ rồi nhá. Em thả đi, trước khi mà mình tháo thì mình cũng đã dán một cái dụng cụ duy trì ở mặt trong như thế này nhá. Đó, có chỉnh các cái khớp cắn cho em để có thể ăn nhai được bình thường rồi. Thì mình sau khi nó ổn định rồi bắt đầu mình sẽ tháo mắc cài cho em nhá. Vâng ạ. Rồi tí nữa mình tháo xong thì mình sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt nó nhiều hơn nhá. Vâng ạ. Rồi bây giờ chị bắt đầu tháo mắc cài nhá. Vâng. Đến bây giờ thì được khoảng 2-3 tháng anh ạ. Em quyết định nhiều mà đúng Valentine của năm 2021 ấy ạ. Chắc là cũng một sự trùng hợp lúc đấy em không có người yêu. Và nói chung là tự thưởng cho bản thân mình vào ngày hôm đấy luôn ạ. Nếu mà bảo là thích nghi được với nó thì chắc là mất 1 tháng thôi ạ. Còn lại thì trong khoảng 4 tháng, khoảng 4 đến 6 tháng nó thay đổi nhiều nhất. Thì em thấy là dần mình quen, mình chẳng để ý đến nó nữa. Đến thời điểm hiện tại ạ, thì em thấy rất là ưng với cái bộ này, bởi vì là em không phải nhổ răng 4 hay răng 5. Đầu tiên là bác sĩ bảo là cái ca của em sẽ phải nhổ 4 răng 8, sau đó thì mình có thể là cân nhắc xem là có nhổ thêm răng 4 hay răng 5 không. Nhưng mà may quá là trong quá trình niềng thì nó kéo đúng vừa đủ, nghĩa là em cảm thấy là em hài lòng với kết quả hiện tại, thì em bảo bác sĩ là chắc là không cần nhổ thêm răng 4 răng 5 nữa. Thì cuối cùng là nó lại hoàn thành sớm hơn dự kiến và lại đạt được kết quả như em mong muốn ạ. Từ lúc em niềng răng ấy thì em cũng cười nhiều hơn rất là nhiều, và mọi người cảm thấy là nó thay đổi mình rất là nhiều, nó giúp mình tự tin hơn ấy ạ. Thành ra là mọi người nhận thấy là kiểu mình cũng trở thành một con người khác ấy, mình kiểu giao tiếp nhiều hơn cũng như là cảm thấy tự tin và thể hiện bản thân mình hơn ấy. Lúc trước khi niềng là em niềng ở cơ sở Phú Yên của em, thì là bác sĩ Mai là trực tiếp mà niềng cho em. Sau đó thì đợt đấy là đợt dịch ạ, nên em ở quê. Sau đó thì em chuyển xuống cơ sở Hà Nội này thì là bác sĩ Hương. Thì em nhận xét là cả hai bác sĩ đều rất là nhiệt tình, đặc biệt là bác sĩ Hương lại theo dài hơn. Thì em thấy là mỗi hôm kiểu bác sĩ đều qua xem là ca của em như thế nào, kể cả bác có bận thì bác cũng qua xem. Và hai cái răng cửa của em nó cũng hơi khác biệt so với lại mọi người ạ, nó hơi xấu nên bác sĩ cũng dặn em là đến hôm mà tháo thì bác sĩ sẽ chỉnh lại để cho em để trông nó đẹp hơn. Và em rất là cảm ơn bác sĩ Hương ạ. Theo em đánh giá thì theo em ấy thì so với các cơ sở khác tiền ấy thì nó chỉ là một phần, nếu mà bảo là số một với em chắc phải về chất lượng dịch vụ anh ạ. Em quyết định niềng ở đâu hay là gì đó thì làm bất cứ một cái dịch vụ gì khác thì chắc chắn là chất lượng dịch vụ, cái chăm sóc khách hàng nó phải là yếu tố đầu tiên. Mà bởi vì là khi mà mình đóng tiền cho một cái nha khoa khác chẳng hạn nhá, mà chất lượng người ta kém thì mình cảm thấy số tiền đấy rất là tiếc, kể cả có 10 triệu, 20 triệu nữa. Nhưng mà ở đây thì em thấy là những cái đấy thì cảm thấy mình rất xứng đáng để đánh đổi. Lúc sáng đến thì em rất là hồi hộp, thì em nghĩ là mình sẽ được cảm nhận một cái hàng rong mới như nào, tháo ra nó sẽ nhẹ nhõm như nào. Và bây giờ thì sau một quá trình ở đây rồi thì em cảm thấy là cũng thoải mái hơn và cũng chuẩn bị để đón nhận cái diện mạo của mình mới á. Em thấy 2 năm với em là nó quá là xứng đáng á, và với cái giá trị của nó đem lại thì nó nhiều hơn rất là nhiều. Vừa tháo mắc cài xong thì bây giờ có tò mò là tí nữa mình cười như thế nào không? Có có hình dung ra được không? Cũng hình dung được na ná lúc mà trước khi tháo mẹ ạ. Trong miệng thì cảm thấy thiếu cái gì không? Thiếu mất mấy cái vít đấy ạ. Hồi mũ cài rồi ạ. Thiếu mất một người bạn thân đồng hành với mình trong 2 năm đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thì bây giờ mình sẽ review lại cái ca của mình một chút nhé. Cô có thể thấy là đây là cái cung cười sau cùng mà chị đã thiết kế cho em, nghĩa là bao giờ cái cung cười ấy là nó sẽ từ vùng răng hàm cho đến vùng răng cửa nó sẽ tăng độ lộ dần đi nha. Đó, tiếp theo là mình sẽ tiếp đến hình ảnh trong miệng của em. Đây, đây là cái hình ảnh trực diện ở cái hàm răng của mình. Thì chính vì là cái răng của em nó bị khớp khểnh ấy, nó cắn đối đầu nên là em cũng có bị mẻ ở cái vị trí góc của cái răng răng nanh. Và cái hai cái răng nanh à, hai góc của cái răng cửa. Thì hai cái răng cửa đang có cái hình nó bị tạo ra cái cánh bướm ấy. Đó. Đây là hình ảnh sau khi mà mình gần như là gần hoàn thiện cái nụ cười của mình. Thì em có thể thấy là
cái vùng răng cửa chị cũng đã phải xẻ kẽ để tạo hình các cái răng cửa cũng như hàn cái vị trí rìa cắn của em một chút. Và cái khớp cắn ấy mình cũng đã làm giảm cái độ cắn đối đầu ấy, mình đưa cái hàm dưới vào bên trong. Dạ vâng. Đó, giảm cái độ cắn ngược của hàm dưới. Thứ hai là tạo cái khớp cắn nó chuẩn hơn thì sau này nó sẽ tránh được những cái mẻ cái vùng rìa cắn. Thứ hai là em ăn nhai nó cũng sẽ tốt hơn nha. Thì đối với để đưa về cái khớp cắn như thế này thì cái kế hoạch điều trị của Hoan đó là mình sẽ sử dụng một bộ mắc cài diamond để thiết kế nụ cười. Và mình sử dụng 4 cái mini vít để kéo nhổ hết các răng 8. Sử dụng 4 mini vít để kéo lui. Thì đến cái thời điểm mà gần kết thúc điều trị thì mình có thể thấy đây là hình ảnh của cái vít. Tiếp theo là mình sẽ xem cái hình ảnh khớp cắn ở hai bên. Thì có thể thấy là đây cái khớp cắn của em này, ở vùng răng cửa gần như là nó hở, nên là rất là khó ăn nhai các cái khớp cắn ở vùng răng cửa. Thì kết thúc điều trị mình đã kết thúc cái răng nanh ở vị trí khớp cắn hạng 1, nghĩa là nó nằm ở giữa răng nanh và răng số 4 ở hàm dưới. Đó, các cái răng lồng múi rất là khít với nhau. Đó, đây là cái hình ảnh mà mình nhìn từ phía mặt nhai để thấy được cái sự khớp khểnh của hai hàm. Em có thể thấy đây cái hàm trên của em này, hai răng cửa nó bị vểnh ra phía bên ngoài khá là nhiều. Vùng răng dưới cũng chen chúc khớp khểnh. À, đây là những cái răng khô nó mọc lên thì do nó thiếu chỗ ấy, nên là nó bị lợi trùm. Thì những cái răng đó mình đã xử lý, mình đã nhổ bỏ và mình sắp đều các cái răng ở vùng răng cửa của em. Trong quá trình chỉnh nhai thì em có bị khó chịu nhiều ở giai đoạn nào nhất? Dạ, khó chịu nhiều ở giai đoạn mà sử dụng minivit nhất ạ. Vì nó hay bị viêm thì mình vệ sinh nó hơi khó. Còn lại thì những cái khác thì em thấy đơn giản ạ. Thực ra là những cái vít của em ấy chỉ phải cấy nó ở sát ở vùng răng 7, răng 8 thì em có thể thấy đấy, cái vùng đấy là cái vùng mà nó rất là thiếu khoảng. Và thứ hai là cái má nó hay bị đẩy vào nên là thường nó bị chèn ở cái vít. Thì những cái khó khăn đấy thì khi mà mình quen dần ấy, mình xử lý được thì nó cũng sẽ đỡ. Với lại khi mà chị nhớ là có những cái vít nó vướng quá thì đến cái giai đoạn mà chị không cần sử dụng nó nữa thì chị cũng tháo ra. Được thì rồi, còn một cái vít ở bên hàm trên ấy, đây là cái vít đấy chị muốn là để duy trì á. Thì vừa rồi lúc mà mình tháo mắc cài thì mình mới tháo ra. Nói chung là trong thời gian nghiền răng khoảng 2 năm thì chị nghĩ là cái thời gian mà mình sử dụng vít là nó đâu đó trong khoảng 1 năm đúng không? Đúng ạ. Thì nó có khó chịu trong cái thời gian đó. Vâng đúng ạ, nhưng mà sau dần thì cũng quen bởi vì là nó cũng chỉ bị có viêm thì cũng chỉ bị 1-2 hôm thì lại xử lý được thì nó lại bình thường ạ. Đúng rồi, mình sẽ thông báo với bác sĩ điều trị ấy. Thông thường là nếu mà bọn em mà có dấu hiệu về viêm vít các em báo với bác sĩ thì bác sĩ sẽ thứ nhất là vệ sinh trực tiếp này, thứ hai là có thể hỗ trợ với thuốc thì nó cũng sẽ nhanh lành thôi. Bây giờ thì chị sẽ cho em xem cái kết quả cuối cùng của mình sau khi niềng răng nha. Dạ vâng ạ. Đây. Trông khác quá. Hả? Chưa quen lắm. Cảm giác môi cười hẳn còn năng lượng đúng không? Vâng. Thế nào? Có một chỗ chút lợi nó đang hơi viêm ở đây. Tí nữa chị sẽ laser cho em nhé. Vâng. Mình sẽ laser để cho giảm cái lợi đấy. Một chút thuốc tê rồi mình laser đi một xíu. Ở bên này thôi. Đây đúng không ạ? Đúng rồi. Bởi vì lúc nãy nó có vướng mắc cài, nhiều khi mình vệ sinh nó hơi khó. Dạ vâng ạ. Sao em có thấy ưng nụ cười của mình không? Có, tạm thời nó chưa quen vì nó thiếu. Đang thiếu mắc cài đúng không? Vâng ạ. Tiếp theo là sau cái giai đoạn niềng răng là cái giai đoạn duy trì. Thì thường là mình sẽ phải duy trì tích cực trong vòng 6 tháng. Nghĩa là em sẽ nên đeo máng duy trì 24/24. Vâng ạ. Thế sau đấy thì sau khoảng 6 tháng đấy thì mình sẽ tái khám. Thường là trong 6 tháng thì chị sẽ mời em lên tái khám 3 lần. Vâng. Nghĩa là tháng đầu tiên này, tháng thứ 2 và tháng thứ 4. Vâng. Đó, và 4 tháng sau đấy. Thế nghĩa là trong vòng khoảng 6 tháng. Thì khi mà chị tái khám mà chị thấy các cái răng của em nó ổn định rồi, nó không có cái dấu hiệu lung lay nhẹ hoặc là cái mình đeo duy trì nó rất là tốt, thì mình sẽ chuyển sang giai đoạn duy trì tiếp theo. Đó là mình có thể chuyển sang đeo buổi đêm. Đó. Thì buổi đêm thì mình sẽ thường là thời gian mình niềng răng là 2 năm chẳng hạn, thì mọi người nên sử dụng, người ta khuyên ấy, nên sử dụng duy trì trong vòng 2 năm. Đối với trường hợp của Hoan thì chị có dán thêm cả cái cung duy trì ở mặt trong. Thì mình sẽ để ý nếu mà thấy cái cung duy trì đấy bị bung ra chẳng hạn, thì nhiều khi mình tháo khay nó bung hoặc ăn nhai gì đó nó bung, thì mình sẽ lên để bác sĩ dán lại ngay để tránh cho các cái dây cung ấy nó kéo những cái răng
nó ra ở những cái vị trí không mong muốn. Vâng ạ. Thế sau cái thời gian 2 năm ấy thì thông thường theo lời khuyên là nếu mà em còn muốn cái hàm răng của em nó đều giống như như chị vừa tháo ra ấy, thì mình có thể đeo duy trì ví dụ như một tuần 1-2 ngày giống như kiểu skin care thôi. Vâng. Đúng không? Skin care ngày tuần 2 lần chẳng hạn. Giống như kiểu mình đeo máng duy trì nhắc lại tuần 2 lần nha. Dạ vâng ạ. Mình cảm thấy rất là hài lòng bởi vì là sau khi niềng răng xong thì mình thấy răng của mình đã đều hơn rất là nhiều, được dàn đều và mình cảm thấy là nó là hiệu quả hơn so với mình mong đợi. Khi mà tháo niềng xong ấy thì mọi người thấy là nhìn cái cảm nhận đầu tiên của mọi người đó là nhìn như kiểu răng giả, bởi vì là như kiểu là mình lắp cho một bộ răng sứ mới chứ không phải là răng của mình ban đầu nữa. Bởi vì là khi mà các bác sĩ niềng ở đây thì đầu tiên là cũng sẽ mình niềng cái gói mắc cái diamond hay sao ấy, thì là cái gói đấy thì nó đã thiết kế nụ cười cá nhân hóa theo mình nhớ là như thế. Thì nó sau khi mà niềng thì nó cũng sẽ tạo cho mình cái khuôn cười nó riêng của mình để phù hợp với mình. Và sau khi tháo niềng xong thì mình thấy là cái hàm răng của mình cười trông nó rất là lạ, như kiểu dùng filter ở trên mấy app ấy, nó rất là đều, cũng như là trông các răng nó cũng rất là đẹp luôn ạ. Mọi người cảm thấy là đẹp hơn trước rất là nhiều, bởi vì trước đây mình đã bị mình cảm thấy là mình bị mọi người nói là kiểu răng mình không được đẹp, vậy răng mình nó xấu ấy, là mình rất là tự ti. Và bây giờ thì mọi người thấy là bây giờ nó đẹp hơn rất là nhiều và mọi người cảm thấy là nó xứng đáng với quá trình đấy của mình. Nó đơn giản như thế này thì mình đã niềng sớm hơn rồi. Ban đầu thì mình đắn đo và kiểu sợ các thứ nên mình chưa dám niềng. Nhưng mà sau khi mà mình đã niềng xong rồi thì đúng là mình chỉ có một lời khuyên là niềng càng sớm càng tốt. Khi mà niềng ấy thì cái việc đau là việc cũng khó tránh khỏi. Tuy nhiên thì mình thấy là nó cũng không quá là khó khăn. Ban đầu thì khi mà mình gắn mắc cài thì chỉ mất khoảng cùng lắm là một tuần để mình quen với cái bộ mắc cài đấy. Thế nên là mình cũng rất là sớm để mình thích nghi được với cái mắc cài đấy, nên là không có gì phải sợ việc đấy. Còn trong quá trình niềng răng ấy thì mình thấy là sau vài lần đến đây chỉnh nha thì cái việc mà đau hay là gì đấy thì nó cũng không quá là đáng sợ, bởi vì là các bác sĩ ở đây thì cũng rất là nhẹ nhàng, rất là tỉ mỉ và bảo mình là làm như nào để nó bớt đau nhất. Vì vậy thì mình thấy nó không quá là khó khăn và dần dần thì mình cũng quen việc đấy rồi, nên là mình thấy nó không còn sợ như trước nữa. Mình thấy cái việc mà đánh đổi thời gian cho cái nụ cười này rất là xứng đáng, bởi vì là khi mình đánh đổi cái thời gian đấy thì mình nhận được cái nụ cười đẹp. Cái việc này thì chắc chắn là chúng ta để mong đợi hơn rất là nhiều so với lại cái tình trạng ban đầu của mình. Chất lượng dịch vụ thì hai bên đều như nhau, thì các bên đều nhiệt tình, từ bác bảo vệ lễ tân đến các bác sĩ đều rất là nhiệt tình tận tình với mình. Còn về cơ sở vật chất thì theo mình đánh giá thì bên cơ sở Cầu Giấy thì là một cơ sở mới khai trương và nó cũng mới hoạt động trong năm vừa rồi. Mình thấy là cơ sở vật chất bên đấy rất là hiện đại, cũng như là từ bên chỗ ngồi các thứ thì nó cũng được bày trí nó đẹp hơn rất là nhiều, vì không gian bên đấy nó cũng rộng hơn nhiều so với cơ sở Yên Lãng, và mình cảm thấy có ấn tượng tốt hơn về bên cơ sở Cầu Giấy. Nếu mà đánh giá nha khoa Thế Anh trên thang điểm 10 thì theo mình thì chỉ có 10 điểm thôi ạ. Khi mà mình lựa chọn nha khoa Thế Anh là mình đã được nghe bạn mình kể là bạn anh đã có người bạn niềng ở đây và đánh giá là chất lượng dịch vụ ở đây rất là tốt. Và đấy là điểm đầu tiên cũng như là điểm mà mình nghĩ là quan trọng nhất để mình lựa chọn tin tưởng một cơ sở nha khoa nào đó. Và sau khi mình trải nghiệm thì mình thấy nó thực sự tuyệt vời và mình chỉ có thể đánh giá nó 10 điểm thôi. 10 điểm không có nhưng. Rồi, ok.